Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Loan. Thì hôm nay Loan xin giới thiệu với cả nhà một món bánh beef pie. Thì phần nhân beef pie ở trong thì mình sẽ có thịt bò và phô mai, ăn rất là thơm ngon. Phần vỏ thì hơi giòn giòn, có cái vị bơ rất là ngon ạ. Bánh này mình để qua ngày thì cái phần vỏ của nó mềm lại, mình ăn còn sẽ ngon hơn nữa. Nếu cả nhà yêu thích món bánh beef pie thì mời cả nhà vào bếp cùng theo dõi cái cách Loan làm nha. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của Loan nha. Nguyên liệu để làm phần vỏ bánh thì mình cần chuẩn bị 500g bột mì, 200g bơ, 50g nước lạnh, 2 quả trứng gà, 2 muỗng đường, 1 ít muối và 5g bột nở. Trước tiên thì Loan sẽ cho cái phần bột này vào trong thau trước, sau đó Loan sẽ cho thêm 2 muỗng đường, 1 ít muối, 5g bột nở. Mình sẽ trộn đều lên. Sau đó thì Loan sẽ cho thêm vào 200g bơ. Mình sẽ nhồi cho cái phần bơ và bột nó tơi ra. Sau khi phần bột và phần bơ tơi ra rồi thì mình sẽ cho thêm vào 2 quả trứng gà và 50g nước lạnh. Sau đó mình sẽ tiếp tục nhồi bột. Nhồi cho đến khi nào cái cục bột của mình nó dẻo và mịn lại thì mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm. Mình sẽ bọc lại và sau đó mình sẽ cho vào trong tủ lạnh. Phần nhân bánh thì mình sẽ có 450g thịt bò, 3 quả cà chua mình đã gọt vỏ, 2 củ hành tây, 2 củ khoai tây, 1 củ cà rốt, 3 tép tỏi và 1 hũ cà chua cô đặc. Trước tiên thì Loan sẽ cho 1 ít dầu ăn vào trong chảo. Đợi dầu nóng thì Loan sẽ cho tỏi băm. Sau đó thì Loan sẽ cho thêm vào hành tây. Mình sẽ xào hành tây cho hành tây của mình nó thơm dậy mùi. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào cà rốt băm nhuyễn. Sau khi xào một lúc thì tiếp tục mình sẽ cho thịt bò vào. Sau khi thịt bò của mình xào săn lại thì mình sẽ cho thêm vào cà chua bằm. Mình sẽ cho thêm vào 3 muỗng cà phê, cà chua cô đặc, 2 lá nguyệt quế, 1 ít lá oregano, 1 muỗng cà phê muối, mình dùng muỗng nhỏ nha cả nhà, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 3 muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê ớt bột. Sau đó mình sẽ trộn cái nguyên liệu này lại với nhau cho nó đều. Mình sẽ cho thêm vào một ly nước lạnh. Sau khi nấu được một lúc thì Loan sẽ cho thêm 2 củ khoai tây mình đã cắt nhỏ ra như thế này ạ. Mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp này nó đến khi nào mà cái phần nước sốt nó sánh đặc lại và khoai tây của mình thật là mềm. Phần nhân của mình á phải sánh đặc và cái nước sốt của nó hơi sệt sệt thì mình mới dễ gói bánh nha cả nhà. Bây giờ thì Loan sẽ cho thử
một cái miếng khoai tây để xem khoai tây của mình nó đã mềm chưa. Nó khoai tây của mình mềm như thế này thì mình sẽ tắt bếp và để cái phần nhân này nó nguội thì mình mới gói bánh. Bây giờ mình lấy cái phần bột ở trong tủ lạnh của mình ra. Thì cái phần bột này để trong tủ lạnh thì nó sẽ hơi cứng cứng lại như thế này, nhưng mà để ở ngoài một tí xíu thì bột của mình nó sẽ mềm lại. Mình cắt bột ra làm đôi rồi sau đó mình sẽ chia ra bột thành những cái viên nhỏ. Sau khi chia ra những cái viên nhỏ rồi mình sẽ vo tròn lại những cái cục bột của mình như thế này ạ. Sau khi vo tròn bột xong thì mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm. Mình sẽ bọc lại để thôi bột của mình bị khô. Đây là phần nhân bò bằm và cái phần phô mai. Mình sẽ cho thêm một cái quả trứng gà. Lòng trắng thì mình để quét xung quanh ở cái ghiền bánh để mình dán bánh lại. Bây giờ thì mình sẽ cán cái bột của mình ra. Sau đó mình sẽ cho nhân vào trong chính giữa bánh. Một ít phô mai. Sau đó thì mình sẽ cho cái lòng trắng xung quanh bánh như thế này ạ. Mình sẽ gấp đôi cái bánh này lại. Mình sẽ đè, lấy cái tay mình sẽ đè cái ghiền bánh xuống để cho cái phần ghiền bánh của mình nó dính lại. Sau đó mình dùng cái nĩa mình đè cái ghiền bánh như thế này ạ. Như vậy mình đã hoàn thành một cái bánh. Cứ tiếp tục như vậy mình sẽ làm cho đến hết cái phần bột của mình nhé. Sau khi làm bánh xong thì Loan sẽ cho bánh vào trong khuôn.
Mình sẽ cho một lòng đỏ trứng gà và một ít sữa tươi vào trong chén. Mình sẽ đánh đều lên và sau đó mình sẽ quét lên trên mặt bánh. Sau khi quét trứng lên trên mặt bánh rồi thì Loan sẽ dùng một cái tăm, Loan sẽ xiêm lên trên cái bánh như thế này để cho cái bánh của mình nó được thông hơi. Sau đó mình sẽ cho vào trong lò nướng, mình sẽ nướng ở nhiệt độ 160 độ C, mình sẽ nướng tầm khoảng 40 đến 45 phút. Bánh của mình bây giờ đã chín rồi, bây giờ Loan sẽ bẻ một cái bánh và ăn thử, review cho cả nhà xem nha. Lần đầu tiên ăn miếng bánh này á, thì cái phần vỏ ngoài nó hơi giòn giòn và nó rất là thơm mùi bơ. Phần nhân á, thì nó lại vừa ăn mà có cái vị thơm của bò bằm, phô mai và lẫn cái mùi vị bùi bùi của khoai tây, ăn rất là ngon ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video cách làm bánh bay của Loan nha. Chúc cho cả nhà một ngày mới vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ cho kênh của Loan nha.